number one. Hello. Nay mình đi khám phá, phát hiện cái hồ quá trời cá luôn. Không có đem theo cần câu sao không? Thông cảm, trời nắng quá. Yes. Đi tiếp nào. Quá đẹp các bạn. Go. Đây là ngoài biển nha. Ngoài biển. Ok. Trời ơi tối thui vậy. Đó, thấy chưa? Cho các bạn xem đó, ngoài biển rõ ràng nha. Chỗ này như cũng đang làm dự án gì ở đây nè. Ấy, sao mình đi đâu mình cũng thấy dự án hết ta. Thiên nhiên đâu còn nữa, trời ơi. Ôi, mong rằng là dự án làm sẽ giữ được thiên nhiên. Biết sao giờ các bạn mến. Ok, chia sẻ các bạn thêm về ở vị trí này. Quá đẹp. Mình ngồi đây nãy giờ mình cảm nhận á, trước khi mình quay cho các bạn á, là rồi sẽ có thấy tạc đỏ. Cái ngôi nhà lá ngoài biển nó trời sướng quá, ước gì ở đó một đêm. Đúng không các bạn? Đã lắm, đã lắm. Ok, mình chút nữa mình sẽ khám phá và tìm hiểu thêm vị trí khu vực này nha. Chia sẻ các bạn trong tập hành trình khám phá đảo quốc của Mr. Hill hôm nay như thế nào. Ok, yeah. Ok, hello, xin chào các bạn. Đây Mr. Hill trở lại với các bạn chương trình hành trình khám phá đảo Phú Quốc. Thì mới nãy Mr. Hill có giới thiệu các bạn đó, đây là một ngôi nhà cổ xưa, với nét văn hóa kiến trúc cổ xưa của người dân đảo Phú Quốc các bạn. Thì Mr. Hill đang ở trong vị trí nhà này luôn các bạn. Biết ngôi nhà này xây từ năm mấy không các bạn? 1984. Ngày 15 tháng 2 năm 1984 thì ngôi nhà này đã được xây dựng với cái kiến trúc cổ xưa của người Phú Quốc, rất là tuyệt vời phải không các bạn? Ok, bây giờ mình sẽ đi một vòng tham quan và review cho các bạn xem ngôi nhà này nhé. Yeah.
Hello các bạn, bây giờ mình sẽ đi review cho các bạn chi tiết ở phía không gian trong ngôi nhà cổ xưa của một người dân Phú Quốc ở đây. Rất là tuyệt vời các bạn. Đầu tiên mình thôi nè, đây là những cái nét kiến trúc ở của cái cửa sổ các bạn, cái khung cửa sổ. Ngày xưa nhà của Mr. Hill ở Sài Gòn cũng như vậy rồi các bạn. Và bây giờ hôm nay, hai mươi mấy năm rồi mình mới gặp lại cái nét kiến trúc cổ xưa này. Thiệt sự là rất là cảm động các bạn. Nên review lại cho các bạn xem những cái điều mà nét văn hóa kiến trúc cổ xưa của người dân Phú Quốc ra sao. Cũng rất là ok đúng không các bạn? Yeah. Đấy, các bạn thấy bên trong nhà đó, như là những ký ức ngày xưa mình trở lại. Nhưng mà ngày xưa nhà Mr. Hill còn nghèo hơn chỗ này nữa các bạn ơi. Mình là nằm dưới đất chứ không phải có nệm đâu. Chia sẻ các bạn thêm thôi. Ok, đó. Đó, các bạn thấy quá tuyệt vời đúng không ạ? Đó, rất đẹp, rất hay. Ok. Mình xem ở phía bên đây nè, đây là một góc cửa sổ. Có cái đồng hồ. Đồng hồ này cũng kiểu xưa lắm rồi. Nhưng mà cũng rất là hay các bạn ha. Đấy, cái nét văn hóa kiến trúc. Đây. Các bạn thân mến, đây là bác chủ nhà. Dạ, con chào bác. Bác tên gì ạ? Bác dạ bác tên là bé chủ nhà. Vui, chúng ta đi một vòng xem nữa nha. Mình đang ở trên cái sàn gỗ đó các bạn. Nhà là nhà sàn nha, toàn bộ bằng gỗ đó các bạn. Đó, ngay cả cái tủ thuốc lá nè. Trời ơi, cái tủ bằng gỗ luôn. Ngày xưa cũng là bán thuốc lá bằng gỗ không? Bây giờ bán thuốc lá chơi toàn là đồ nhôm kiến không. Đó, các bạn thấy không? Ngay cái tủ này cũng bằng gỗ nữa nè. Nhà chủ nhà đang bán tạp hóa các bạn. Đó, trong cái khu dân cư của người dân Phú Quốc ngay ngoài biển. Chỗ này gọi là Bãi Bổn. Ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh. Bán cà phê luôn các bạn. Rất là ngon. Dạ ok, các bạn thấy cái góc này dễ thương không? Đây, đây là bác gái, cũng là chủ nhà của nơi cái nhà nét kiến trúc cổ xưa này. Chào bác. Bác tên gì ạ? Thường thường ta gọi cho là Thím Bé. Dạ, Thím Bé, nãy là chú bé, bây giờ là Thím Bé, bác bé là Thím Bé. Dạ. Kêu là chú Thím đi ha. Dạ, chú bé với Thím Bé nha. Number one, chúc chú Thím luôn được mạnh khỏe. Dạ. Các bạn thấy nè, bây giờ mình đi một vòng rồi ở phía trước nhà đó, bây giờ mình sẽ nhìn ra phía trước nè. Các bạn thấy không? Đó, phía trước là biển. Phía trước nhà là một cái sân và ra ngoài kia là biển các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Phải không? Ngoài đây có dừa nữa, phải nói là biển dừa luôn, quá đẹp luôn. Ok, một chút nữa mình sẽ đi một vòng quanh cái nhà này và tham quan khu vườn của bác nha. À, có cái sân patin nữa, ok luôn. Một chút nữa mình sẽ đi review cái sân patin ở trong nhà này luôn. Khuôn viên, trong khuôn viên. Dạ, bây giờ mình xin phép là mình sẽ đi vô trong phía sau. Đó, nhà sau nhà nè các bạn. Quá là đẹp. Nhà xưa là vậy đó các bạn. Đấy, các bạn thấy gian bếp nè. Wow. Gian bếp quá là đẹp luôn. Nét xưa, nét xưa. Đó, các bạn thấy. Mình về dưới quê á, thì quê của mình không có được đẹp vậy đâu. Đó, quê của mình không có được nhiều cây. Quê của mình toàn là bê tông không à. Ở đây là một nét xưa, một không gian xưa. Đấy, các bạn thấy quá đẹp đó các bạn ơi. Mình rất là thích vì ở đây mát mẻ.
với cái bầu không gian của ngoài biển các bạn, nó làm cho mình khỏe lắm. Ở đây có những cái con vật gì ngộ vậy ta? Ở đã các bạn, đó các bạn thấy cái vườn nè, đó phía sau có cái vườn đó. Ok, mình đi tham quan vườn và sân patin nha. Go. Hello các bạn, bây giờ mình sẽ đi tham quan vườn nhà đẹp, có cái chòi này dễ thương quá, review cho các bạn xem luôn. Thấy chưa, thấy cái chòi đã không? Yeah, trời ơi quá đẹp luôn các bạn. Ngôi nhà nhỏ nhỏ bé xíu không biết là các bạn có thích không, như mình là mình rất là thích, tại vì mình thấy cái nét này là nét cổ xưa, nét nét dưới quê các bạn, nói chung là vậy đó, thì nó tạo cho mình một cái không gian sống rất là gần gũi với thiên nhiên. Number one, cái gì mà gần gũi thiên nhiên là mình number one à. Ok, gà thì thả vườn nè các bạn, trời ơi gà thả vườn, gà thả vườn đó nè, thấy không, thấy không, các bạn thấy gà thả vườn không đó, quay cho các bạn xem cái sân vườn có gà thả vườn nè, quá đã luôn. Đấy, cái chỗ nuôi gà thả vườn các bạn. Quá. Ok, mình ra phía trước nha. Go. Đây là phía bên hông nhà nè các bạn. Đó, đẹp không? Coi vậy chứ chắc chắn lắm nha. Đó. Các bạn thấy ok không? Đó. Thì ở đây mình có thể mình tới mình tham quan để mà mình tìm hiểu về những cái nét văn hóa kiến trúc cổ xưa của nhà của người dân Trung Quốc. Đó, thứ hai nữa là chúng ta có thể tham quan vườn đó, với gà thả vườn, với không gian vườn, và mình có thể nghỉ ngơi ở nơi đây bằng cái dọc đó, giữa các cây dù này nè, ơ lộn, giữa các cây dừa. Mình có thể bắt cái dọc qua lại ngủ ngoài biển, trời ơi sướng. Nữa là ra cái nhà, cái tâm lều lá ngoài kia mình ngủ luôn. Có luôn cái chòi nhỏ nhỏ kìa đó, chỗ đó là WC, ngôi nhà bé nhỏ, ai muốn ru, muốn giải thoát, lộn, xả nước cứu thân ra đó. Yeah, ok, number one các bạn ơi, trời ơi đẹp quá, thấy chưa, biển dừa luôn, dừa quá đẹp luôn. Ngoài này gió quá, trời ơi. Số 1. Ấy, review các bạn thấy không? Quá tuyệt vời. Đấy, phía trước nhà các bạn. Đó, phía trước nhà, quá đẹp luôn. Đấy, đây là sân trước nhà nè các bạn. Ngay biển luôn các bạn. À, ngược nắng thì nó bị tối. Ok. Đấy, quẹo qua đây gái. Yeah. Ok, đi qua bên đây luôn, review cho các bạn xem cái ngôi nhà lá, cái chòi lá đi, nói vậy đi, là cái chòi nằm ở ngoài biển, thiệt là tuyệt vời biết bao. Mình nói mà mình nói mình rất là thích cái không gian ở ngoài này. Để đồ bừa bộn lắm các bạn ơi, thông cảm, tại vì nhà này đang chân dụng để mà sử dụng để đồ này nọ các bạn. Nhưng mà rất là ok, không gian đây rất là ok, mát mẻ lắm. Đấy, có cái phòng luôn nè. Đó. Đấy, thấy không? Có phòng ngủ luôn, thấy không? Quá đã. Yeah. Đó, có cái võng luôn. Nè, ngồi cái võng cho các bạn coi. Đó. Thấy chưa? Đã chưa? Đấy, các bạn, đã không?
Thấy chưa? Tôi ước gì tôi ở đây một ngày thôi các bạn. Sướng lắm, relax, thoải mái vô tư luôn, trời ơi. Quá đã, thấy không? Ok, ra ngoài bên hông, coi cái ngôi nhà nhỏ nhỏ đằng kia. Coi coi nó đẹp không? Hello bà con, cô bác, anh chị em. Hello đồng bọn, đồng loại và đồng chí. Có ai không? Nó nghe nè, theo dõi tiếp tục nha. Mình hành trình ra ngoài cái nhà nhỏ nhỏ phía sau đó, ngay phía sau trường á. Tớ Hiếu sẽ đi ra ngoài đó. Ok, go. Dạ. Cẩn trọng, cẩn trọng. Đi sao ta? Rồi đi vậy đi. Không đi giật lùi ngồi té sao? Ok, vừa đi review các bạn đó, bên hông là ngôi nhà lá nha. Và có một cái đường dẫn ra ngoài phía xa xa. Đó là cái cầu tiêu. Nói thẳng là vậy đó, ngôn ngữ bình dân là cái cầu tiêu. Đó. Mà ngôn ngữ thì nói lịch sử là toilet. Ok, toilet. Ok, toilet, có ai thích toilet không? Trời ơi, các bạn ơi. Yeah, cái toilet của tôi. Không có giấy, đi xong sau rửa. Ok, ok, đó. Vô đây ngồi nè. Đó. Tôi diễn cho các bạn nha, chứ tôi không phải tôi đi về vệ sinh nha. Tôi không có đi vệ sinh. Đó. Đó, đó, vậy là đó. Không, bên trong nó vậy đó, đó. Thấy chưa? Cái này gọi là cái toilet lộ thiên. Nhưng mà không đến nổi, ở trên có cái mái che. Đó, mưa gió thì cũng không sao, gió cứ thổi vô. Đảm bảo là không có thúi lộn. Xin lỗi, xin lỗi. Review quá mức, quá mức. Sướng quá các bạn ơi, ngoài này là đi là sướng luôn. Ok, đi ra, đi ra. Xin lỗi nha, có điều gì không bình tĩnh, các bạn tha lỗi cho Hiếu nha. Ok, number one nha, number one, number one. Phải nói là các bạn à, chiêu chiêu. Trong về quê mẹ, cuộc đau chính chiều cũng nổi thôi. Thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Làm thơ mới được, trời ơi, cứ làm thơ hoài, chán quá. Ôi ơi, sướng thiệt trời. Phải không, phải không? Ngồi xuống cái nè. Trời ơi, sướng quá. Sướng là gì các bạn ơi không? Nắng. Nắng nó lại cực nữa. Sướng cái là nó vô có gió. Gió nó mát lắm. Công nhận nha, ngồi ở đây mà mình ngồi tới chiều mà có hoàng hôn xuống một cái là ngắm cũng được. À không, cái này mặt đông các bạn, mặt đông không có ngắm được hoàng hôn, mặt tây mới ngắm được hoàng hôn. Ok, nói chung là number one. Ok, chấm điểm chỗ này nha các bạn. Một chút nữa thì trong hành trình khám phá đảo Phú Quốc, chúng ta sẽ tiếp tục qua tới bên kia để coi coi xung quanh xóm đây có cái gì vui nha. Mình sẽ review cho các bạn xem. Đã ra luôn, thả ra, thả ra. Ok, bây giờ go. À quên, 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 chưa, chưa. Vô coi cái sân patin cái rồi đi nha. Ok, go. Hello, hello. Về patin nha. Trời ơi, đã quá, đã quá. Patin lần đầu ở Phú Quốc luôn. Trời, nói gì nói chứ 20 năm rồi á, hơn 20 năm thì chưa chơi patin. Mày chơi thử coi sao vậy. Ây da, trời. Mọi người có còn đi được không? Giới thiệu các bạn luôn. Ở Phú Quốc có sân chơi patin. Ở ấp Bãi Bổ, xã Hàm Ninh. Đã chưa? Sân này cũng rộng lắm nha. Đi thử, đi thử. Mà lâu rồi không đi. Bây giờ đi thử. Trời, đậu dữ mà.
nơi đây có một cái trò chơi, đó là Patin. Chơi Patin ở bãi bổn xã Hàm Ninh. Một đôi chơi 30.000, một tiếng đồng hồ. Ok, go! Các bạn thân mến, ok, mình đã review cho các bạn xem về cái khuôn viên nhà xưa của người Phú Quốc ở đây. Và đây cũng là một cái điểm mà mình cũng rất là có cảm tình và chia sẻ đến quý bạn những cái nét văn hóa của đời sống của người dân Phú Quốc ở xứ đảo này. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình khám phá Phú Quốc cùng với Mr. Hiếu nha. Go! Bây giờ mình hành trình tiếp khám phá đảo Phú Quốc ở ngay chỗ ấp Bãi Bổn. Bãi biển này là thuộc xã Bãi Bổn, ở ấp Bãi Bổn các bạn. Và mình đang đi ở trong khu vực này là trong làng xóm các bạn. Cái xóm ở ấp Bãi Bổn rất là dễ thương, đẹp nữa. Nói chung là còn nhiều nét hoang sơ. Và các bạn thấy nè, người dân và các bạn nhỏ rất là thân thiện nha. Xin chào, xin chào. Thank you. Và bây giờ mình sẽ hành trình tiến thẳng ra ngoài biển luôn, xem có những điều gì mới lạ, hấp dẫn, giới thiệu, review cho các bạn xem nha. Ok, tiếp tục đi nào. Hello các bạn, trong xóm này có rất là nhiều nhà sàn dạng như thế này. Nét cổ xưa, văn hóa, truyền thống, kiến trúc nhà sàn của người Phú Quốc quá đẹp luôn các bạn. Trời đó, thấy chưa, quá tuyệt vời. Go 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 các bạn ơi, đẹp quá các bạn ơi. Con đường đến trường ở lộn phải con đường làng, con đường làng, đường làng bên không đường ra biển luôn, số 1 luôn. Go. Hello, hello các bạn ơi, các bạn à. Nắng quá các bạn ơi. Mà chịu khó đi thôi, đi chậm chậm nữa để quay cho các bạn xem con đường mình đi ra bãi biển. Mình hy vọng là đi chút nữa ra bãi tắm nha các bạn. Có cái bãi nào sạch sạch đẹp đẹp cái review cho các bạn nha. Còn đây không có đường các bạn ơi, mình đi đường cỏ đó. Cũng đường mòn, đi riết rồi nó mòn thành đường mòn. Đường dân sinh các bạn. Mà đẹp quá, mình thích đi kiểu vậy nè, đó. Thấy chưa, các bạn có thích đi phượt giống mình vậy không? Ê, ngoài kia có biển, ngoài kia có biển, ngoài kia có biển. Đó, mình ra ngoài kia nha, ok go. Hello các bạn thân mến. Mình rất là vui, mình ngồi tiếp ngồi chỗ một cái nhà nét văn hóa cổ xưa của người Phú Quốc nữa. Nhưng mà không phải nhà sàn các bạn. Nhà này là nhà mang nét cổ xưa 20 năm rồi các bạn. Bây giờ mình đang ngồi với chủ nhà đây. Dạ, xin chào bác. Dạ, bác giới thiệu đôi nét về bác và cuộc sống của bác ở đây như thế nào ạ? Tôi ở đây thì... Ở nước này nó làm trên bờ không hả? Không có ai làm biển hết chứ. Dạ. Thằng này vô Úc á, nó 29 tuổi. Dạ, tuổi khỉ. Dạ. Rồi ở đây thì... Người ta một tuổi nó tao ba bốn đứa con nó. Giờ nó chưa đẻ. Sao ổng đẻ được, ổng trai mà. Dạ. Bác, cuộc sống bác thì hiện giờ là bác ở đây là được bao nhiêu năm rồi bác hả? 31 năm. 31 năm rồi, mới nãy nghe bác nói là bác về đây ở là coi như là không có cái cây nào là to hết. Nó còn cây nhỏ nhỏ không hả? Cây này tôi mới trồng không à. Vừa đi, hồi tôi mua có 13 cây nha. Vừa mới có trái có 3 cây nha. Dạ. Em ơi. Ok, trời ơi vui quá. Cuộc sống của bác ở đây là chắc là khỏe lắm. Tại vì ngay sát biển luôn các bạn ơi. Quá là sướng luôn. Ở trong cái xóm này đi đâu cũng thấy dừa hết. Rồi. Cảm ơn bác, chúc dừa bác. Dừa này hồi mà mấy năm trước ấy, trái được 10.000, bây giờ 12 trái. 10.000 hai trái. Ủa là sao ngộ vậy? Dạ, sao xuống giá nha. Vậy? Xuống dịch virus corona làm xuống giá hả ta? Ok, dạ con chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe và có được cuộc sống ngày càng vui vẻ nha. Bye bye các bạn nha. Ấp Bãi Bổn có những ngôi nhà còn nét hoang sơ, các bạn hãy đến đây khám phá và trải nghiệm nha. Ok, go. Hello các bạn thân mến, mình
nay có duyên quá ngồi chung với mấy anh em ngay ở bãi bổn nè, đi đi quay hình xong rồi mấy anh em mời ủa gì vậy sư phụ, em chào sư phụ. Tự nhiên ngồi nhậu cái cỡ cái nón ra nguyên cái đầu chọt luôn. Các bạn biết con ốc này là con ốc gì không? Ủa con ốc gì vậy? Ốc voi. Ốc voi chết mẹ, chứ đều mà không biết tên. Con ốc voi, hôm nay là mình phát hiện ra mình gặp nó nhiều lắm mà không biết nó làm cái gì, tưởng là trưng bày chơi thôi, ai ngờ một con này các bạn biết cái vỏ này 25.000 bán cho ngư phủ đó các bạn. Làm sạch sẽ đẹp đẽ xong bán ngư phủ lại 25.000 cái vỏ. Mục đích là để làm cái gì các bạn biết không? Đặt bắt bạch tuộc với bạch mực nè. Trời ơi, đây nè bác sống lâu năm đây 31 năm, bác nói giùm con bác. Dạ, đặt bạch tuộc đấy, con mực phủ đó. Đó, thấy chưa? Bạch tuộc với mực phủ nó chui vô cái con ốc này giống như là ốc mượn hồn vậy đó. Người ta mới nhồi dưới muối, ta rửa sạch sẽ rồi nấu lẩu ngon lắm, nó giòn ngon lắm. Ôi gì kỳ đậu liền quay đó bác. Có nghĩa là mới nãy bác nói là xỏ cái lỗ ở đây, cái cột cái dây vô, cái nói nhiều cái mắt xích ra, cái con ốc này thì thả xuống dưới biển, thì con mực với con bạch tuộc đó, nó tưởng cái này là cái nhà của nó, cái nó chung vô, cái nó ở đó, xong rồi cái người ta kéo lên. Trời ơi bắt dễ quá vậy, dễ quá bác ha. Mà để bao lâu thì nó sẽ chui vô bác? 2-3 tiếng đồng hồ à. Mà đi đêm hay đi ngày ba ba bác? Ngày đêm thì cũng đi, ngày đêm gì cũng có hết. Trời ơi thả xuống dưới thôi là nó chui vô à, sướng quá. Lần đầu tiên mới biết luôn. Ok yeah. Like like vụ này nha, like like. Ok ok. Hello hello. Chào các bạn, mình đang nào luôn. Xin phép là review cái bàn nhậu lề đường chút xíu. Ủa phải lộn, là bàn nhậu ngoài sân vườn chút xíu. Và nói sao không biết nữa. Này nè, đại loại là nguyên cái nồi ốc, nồi bà hào đủ loại luôn. Có con này đặc biệt nhất đó, đã chưa, đã chưa. Con này là con ghẹ thánh giá, thấy thánh giá không, thấy không các bạn? Ủa, mình đeo kính đen sao thấy nè, thánh giá nè các bạn, dễ đại thôi chứ không biết nữa. Nói chung đây họ là con ghẹ thánh giá các bạn. Họ ăn cái càng của nó là các bạn thấy là hấp dẫn liền. Trời ơi đó. Thấy chưa? Đã không? Đã không? Đã không? Đó. Anh ơi con này ăn sao anh? Bẻ càng ăn thôi. Bẻ càng ăn. Tôi lấy cái mình chụp đi giống con kia là được rồi. Cái mình ăn được. Cái mình ăn được. Mình mới nãy á là mình ăn con này. Con này gọi là con cua trắng. Cua trắng ăn cái càng à, cái mình dột tại mình không có nhiều thịt đó. Còn con này là con ghẹ thánh giá, mình ăn cái càng để mình ăn luôn à, quá đã luôn nè. Cái càng nè, trời ơi nhìn cái càng sướng dễ sợ chưa. Gọi mà sao thịt nó cũng thật như thế này. Xin phép nha anh em, anh không có cái càng à, bởi vậy phải xin phép không hồi bị ăn đòn. Ngon, ốc này là vừa chín là ngon. Ừ, nó sạch sạch, kiểu chắc cái quả. Ủa, này cắn chắc gãy răng thiệt trời. Ai... Chết. Quá đã. Trời ơi, các bạn chấm miếng muối ớt vô. Đã chưa, đã chưa? Càng cầm nó thấy sao thấy? Đã chưa, đó. Đã chưa? Gần quá không biết thấy không? Bác làm miếng bác. Đó, nó ngoan đó. Từ làm miếng. Cụi đã xuống. Ốc này là hơi cơm. Cảm ơn các bạn nha. Chừng nào ăn cái đường ngâm mình luộc lại. Number one. Like cái bàn nhậu này luôn. Yeah. Ra mấy gạn nè. Hello. Các bạn ơi, các bạn. Con này con gì các bạn biết không? Biết không? Cái mặt của mình. Đừng nhìn cái mặt của mình. Các bạn nhìn cái con này nè. Đó. Con chôm chôm ha. Con này là con hào bao. Chôm chôm. Ủa chết nè. Là con này còi chôm chôm à. Cầu chôm chôm, con chôm chôm á, nói chung là hồi nào giờ nghe chôm chôm là biết trái chôm chôm thôi. Bây giờ ra Phú Quốc là các bạn biết con chôm chôm là cái con vậy nè, nó dưới biển đó, đó số 1 luôn. Nó thật nó ngọt hơn coi như ăn nó sạch sạch. Đó. Wow. Ngon lắm các bạn. Bổ dưỡng luôn. Ok. Thank you.
bạn ơi, mình đang ngồi ở ngay vị trí này tuyệt vời luôn các bạn ơi. Các bạn biết ở đâu không? Đó là ngay bãi đá chồng ở bến phà Thạnh Thới các bạn. Các bạn lên Google Maps sạch thấy liền à, bãi đá chồng ở bến phà Thạnh Thới, number one. Rồi các bạn phải tới thực tế thì các bạn sẽ thấy, trời ơi không biết sao tả nữa. Bây giờ đi à, qua bên kia có một bãi cát dài quá đã luôn, và những cái hãng đá một chút nữa mình cũng sẽ khám phá. Ok, go. À, số mình sao cứ gặp tàu miết vậy ta. Ôi ôi, khám phá con tàu nè, đã chưa? Tàu này là vượt biên được nha. Thấy chưa các bạn, hôm nay biển xanh, cát trắng, nắng vàng luôn. Hôm nay là đúng đẹp luôn. Ồ, nằm ngay chỗ bờ biển có một con tàu. Ok, go. Tàu của con ca phải tàu của tôi, nên mình đi tiếp thôi. Ôi ôi, nè, bãi này Ok không? Bãi này number one không? Ok, thì đi nào. Alo, các bạn ơi. Trời ơi, chỗ này là một bãi biển tuyệt đẹp, tuyệt vời các bạn ơi. Tắm là số giấc luôn, hoang sơ, cực kỳ hoang sơ. Bây giờ ở đây mình chưa biết review sao nữa, nhưng mà mình thấy cái hàng dừa này là các bạn thấy tuyệt vời quá, phải không các bạn? Hello, hello, how do you do? Hello, hello, how do you do? How do you do? Ok, bạn thế nào rồi, khỏe không? Mình rất là khỏe, hành trình khám phá Phú Quốc tập này phải nói là đến chỗ này nguyên một gặng dừa, một hàng luôn, quá đẹp luôn, quá hoang sơ luôn, quá hấp dẫn luôn. Thôi tào lao quá, đi. Trời ơi, các bạn ơi, thân mến, các bạn thân mến, phải nói là cái bãi biển này á, là các bạn có thể chơi dã ngoại, cũng như là các bạn có thể là làm những cái hoạt động về cắm trại dã ngoại ở ngoài này các bạn. Rồi chụp hình nè, đó. Hoang sơ, cực kỳ hoang sơ với chiếc tàu luôn. Cái tàu này bị đấm rồi các bạn ơi, tan nát rồi, nằm ở ngoài biển luôn đó, thấy chưa? Thôi, tôi không có đi vượt biên bằng chiếc tàu này đâu, mình đi tiếp thôi. Ok, các bạn thấy nè, chỗ này nè, đó, thấy không? Mình đi du lịch đến Phú Quốc là mình phải đến những cái nơi mà chưa ai biết đến, à. Nhiều người biết rồi nhưng mà không biết làm sao mà không chịu tới, biết sao không? Tại vì á, chỗ này cũng có thể nói đó là không có hàng quán các bạn, chỗ này hoang sơ lắm nên á là chỉ có cái bãi biển vậy thôi, chỗ này tắm ok, không có đá gì các bạn. Đó, các bạn thấy không, mình review cho các bạn nè, có rặng dừa mát mẻ, có bãi cát sạch sẽ, à, có vài vỏ ốc vậy thôi à, chứ không có gì hết trơn á. Ok, tuyệt vời rồi, đúng không? Lâu lâu cải lương cái nha, các bạn đừng có giận nha, cái tật nó vậy á. Ok, number one, like cái nha, nhớ like. Ok, tiếp tục theo dõi nha, hành trình mình đi qua bên kia, go. Alo, các bạn có nghe rõ mình nói không? Alo. Các bạn ơi, đi đâu thấy dừa cũng mê lắm. Trời ơi, cây này cao quá à, sao mà leo, phải không? Ước gì có cây nào lùng lùng mình leo cũng đỡ cho các bạn coi, cho nó vui. Mình cũng khoái leo trèo lắm, mà thôi cao quá, thôi đi qua leo đá cho nó đỡ bạn. Bên kia có mấy cục đá leo cho nó dễ. Ok, go. Hey, lớn quá. Ở đây một không gian thật là rộng lớn bao la. Các bạn nghe rõ mình không?
bạn ơi, ở đây thật là tuyệt vời các bạn, giới thiệu các bạn. Đây là ngay điểm, vị trí là gì nè? À, bãi đá chồng. À, bãi đá chồng của bến phà Thành Thới các bạn. Ok, number one. Đẹp quá, trời ơi. Bây giờ mình sẽ leo lên đá này cho các bạn xem cao cỡ nào nha, cao thiệt đó nha. Cao, cao, cao hơn mình. Ok, không? Hello, hello, hello. Hey, ok các bạn. Bây giờ là sẵn giò lên, sẵn giò lên. Sẵn giò lên. Kéo quần lên. Có lộn phải. Kéo cái ống quần lên. Để leo lên đá chứ không gì hết trơn á. Go, go, go. Leo lên được đỉnh là các bạn vỗ tay nha. Yeah. Ôi, cá quá trời luôn. Trời, thích số 1. Dễ quá, nhưng mà thật sự cắt thức chân luôn á. Bởi vì đó là nhào không rồi các bạn. Quá trời nhào luôn. Chỗ nhào cũng bám đá các bạn. Điểm. À, nên phải thận trọng. Ok. Thứ hai, hòn đá thứ hai lên, cao hơn hòn đá thứ nhất, dẫn thấp hơn mình. Ok. Yeah. Hòn đá này cũng bự lắm. Hòn đá cũng bự lắm. Yeah. Thử thách 2 đã thành công. Thử thách 3, má ơi, hòn đá này cao hơn mình. Bự hơn mình gấp mấy trăm lần luôn. Các bạn ơi, nếu mình quay xa xa mà các bạn thấy nó nhỏ thôi, nhưng mà thật sự là các bạn thấy mình nhỏ xíu à. Xem,
Hello, hello. Có ai thử thách với mình lên cục đá này không? Trời ơi, nó nhỏ xíu à. Nhưng mà nó cao hơn mình đó nha. Đi một vòng cho các bạn coi nè. Chỗ này nó dốc quá. Leo không nổi. Đó. Chưa, đẹp không? Nó cục đá đẹp quá. Ok các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Ok, mình leo lên nó thôi. Go. Khám phá đảo Phú Quốc trong tập này là tập 20. Cái tiêu đã trải qua nhiều trải nghiệm cũng như là những thử thách cũng như là những khám phá rất là thú vị, phải không các bạn? Chia sẻ đến các bạn rất là vui, và bản thân Mr. Hill chia sẻ được những điều mà Mr. Hill trong hành trình khám phá này rất là có ý nghĩa cho các bạn nha, phải không? Rồi, nào là khám phá được nơi mà nhà của người dân với kiến trúc cổ xưa của người dân Phú Quốc, đúng không các bạn? Rồi khám phá thêm hôm nay thêm cái con hải sản, mấy cái bên con hải sản á, đúng không? Con cua trắng à, đúng chưa? Con hào bao là con gì nè đó. Rồi con sò bự bự á, để mà bỏ đi bắt mật, bắt tụt đó các bạn. Đó, 25.000 con cái vỏ đó, 25.000 cái vỏ. Quá dữ luôn. Nào giờ đâu có biết đâu, đúng không? Hôm nay khám phá ra chia sẻ các bạn rất là hay, quá đã luôn. Thêm nữa, trời ơi, con ghẹ thánh giá. Ăn quá ngon luôn, cái càng nó to vậy nè. Quá đã phải không các bạn? Và bây giờ thì Mr. Hill cũng xin tạm thời dừng cuộc hành trình khám phá đảo Phú Quốc tập 20 tại đây. Và tiếp theo Mr. Hill sẽ làm tiếp những bộ tập phim video khác với chủ đề hấp dẫn hơn dành cho các bạn nha. Nó cũng liên quan đến cuộc sống Phú Quốc, du lịch dã ngoại Phú Quốc và những điều hấp dẫn đang chờ bạn trong những tập video tiếp theo trong chủ đề mới. Và hành trình khám phá đảo Phú Quốc tạm thời khép lại tại đây. Tập 21 sẽ hà hồi phân giải. Lâu lâu cải lương chút xíu thôi. Thông cảm. Và bây giờ tao tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn vào video tập phim tiếp theo. Bye bye. Nhớ một lần nữa đăng ký và like cho Mr. Hill để ủng hộ nha. Yeah. Xin chào. Không dám bại xuống, đi về. Cao quá. Về thôi các bạn ơi, chịu ơi. Trời ơi, lên trên cao đi, nói cho nó đã.
thấy không? Bây giờ lội xuống nước cho nó ướt quần ha. Ha. Sao về có quần mới thay.